Hôm nay Thủy chia sẻ cho chị em mà cách mà khi mà xem ở trên Facebook hiệu ai trở thầy trong Thủy nhé. Để chị em mình có thể nhắn tin với Thủy, bao gồm nó có hình ảnh kèm theo ấy, để mình trả lời một cách dễ dàng nhất ấy, có nghĩa là nó thuận tiện nhất, thì chị em mình làm theo cái hướng dẫn này nhé. Trên mở phần Facebook của mình ra thì bao giờ nó có cái phần tìm kiếm nhé. Tìm kiếm này thì chị em mình sẽ search, ở đây mình có sẵn là hiệu may thời trang Thủy rồi, nhưng chị em mình sẽ search ở trên phần trang cái phần dòng tìm kiếm này này là hiệu may thời trang Thủy, thì nó sẽ hiển thị lên, đúng không ạ? Thì tất cả trong cái phần trang này của mình ấy thì nó có những cái bài viết, nó có những cái phần bài viết này đây. Ví dụ bài viết này đi, nói về cái set đồ này, thì bao giờ dưới cái phần hình ảnh cái video của mình bao giờ cũng có cái chữ gửi tin nhắn ạ, cái dòng chữ gửi tin nhắn ở dưới này nhá. Mọi người nhìn rõ không ạ? Đấy, cái chữ gửi tin nhắn này thì chị em mình nhắn vào đây thì bao giờ nó cũng có hình ảnh kèm theo ạ. Đấy, thì mình nhìn như này mình trả lời một cách dễ dàng, thì đến lúc mình mở ra thì mình sẽ hiểu ngay rằng là set đồ áo trắng và chân đầm đen như vậy. Xong rồi nó có những cái phần gợi ý để cho chị em mình hỏi một cách dễ dàng để có thể nhận được cái lời trả lời một cách rõ ràng nhất nhé. Ví dụ như tôi muốn đặt may thì phải làm sao, tôi có thể tham khảo sản phẩm của bạn ở đâu, đường đi đến shop như thế nào, thì là những cái câu hỏi mà nhiều lúc mọi người không biết cách hỏi ấy, thì mọi người nhắn làm cho mình cũng không hiểu và trả lời nó rất là khó, thì mình phải dài dòng. Cho nên là nó có những cái phần dòng gợi ý luôn ở trong này kèm hình ảnh bên trên. Như vậy thì chị em mình không cần phải chụp màn hình, như vậy rất là dễ dàng. Còn nếu như những cái phần nào mà nó không có cái phần tin nhắn ấy, thì chị em mình cứ chụp màn hình. Mỗi một cái điện thoại nó sẽ có một cái cách thức chụp khác nhau, thì chị em mình cần chụp màn hình như thế này. Đấy, lưu nó lại và gửi qua Zalo cho Thủy hoặc là Messenger, thì lúc đấy nó mới có hình ảnh và mình sẽ gửi hình ảnh như vậy. Mình sẽ đặt câu hỏi để hỏi là sản phẩm này giá thế nào hoặc cách thức đặt may ra sao. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đặt may và quy trình để đặt may online theo số đo. Đấy, một cách dễ dàng. Đấy, hoặc là nó có cái phần chữ bình luận như này ạ. Đấy, thì mình sẽ thường là mình sẽ bình luận đây, thì mình sẽ vào thường hay vào phần inbox, mình sẽ trả lời cho chị em. Thì mình nhìn vào hình ảnh bao giờ mình cũng hiểu ngay là sản phẩm đấy là sản phẩm nào.